các bạn, trong xu hướng thiết kế hiện nay thì phong cách thiết kế nhà cấp 4 đã và đang được rất nhiều chủ đầu tư ưa chuộng ạ. Với không gian sinh sống hòa vào cùng với thiên nhiên, đảm bảo về cả tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Ngày hôm nay thì Phương Nga cùng với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng Kisato sẽ đưa các bạn đi tham quan công trình của nhà anh Quynh ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ạ. Thưa quý vị, hiện tại Phương Nga đang đứng ở khu vực sảnh chính của công trình biệt thự nhà vườn mái Thái của gia đình anh Quynh. Kích thước tổng quan của công trình này có chiều ngang bề mặt đó là 14,2m, chiều sâu là 9m, tổng diện tích sàn sử dụng rơi vào khoảng hơn 127m2 ạ, nằm trên một thửa đất có tổng diện tích là 800m2. Như vậy là mật độ xây dựng rơi vào khoảng 15%. Phần diện tích còn lại thì gia chủ đã yêu cầu chúng tôi để trống để có thể thiết kế những cái khoảng sân vườn tiểu cảnh, cũng như là có khoảng trống để có thể đỗ ô tô và cũng có thể bắc dạp khi mà gia đình có công chuyện. Về khu vực sảnh của ngôi nhà này thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế cho gia chủ hai phần sảnh, bao gồm hệ sảnh chính là quý vị đang theo dõi được ở đây, và ở phía kia đó chính là hệ sảnh phụ của công trình. Lý do mà chúng tôi thiết kế hai khu vực sảnh cho công trình này đó là để tạo nên một cái hình khối cân đối, hài hòa cho công trình này. Và khi mà ở phía bên ngoài, mọi người đi qua, ngắm nhìn từ phía đằng xa công trình thì có thể quan sát được tối đa, nhiều nhất những góc view đẹp của công trình này. Quý vị có thể thấy nhìn từ trên cao hình ảnh qua flycam của chúng tôi đã ghi lại thì ngôi nhà hiện lên vô cùng là nổi bật nhờ phong cách thiết kế hệ mái Thái, dốc cao hình chữ A, được bo viền khỏe khoắn và màu ngói mái là màu xanh dương đậm, đối lập hoàn toàn với lại tông màu tổng thể nền sơn trắng của công trình. Hai tông màu này kết hợp với nhau toát lên một cái sự sang trọng cũng như là rất là tinh tế cho toàn thể ngôi nhà. Công trình này thì các kiến trúc sư đã thiết kế cho gia chủ theo phong cách tân cổ điển với những cái chi tiết đắp vẽ nhẹ nhàng thôi, đảm bảo là không bị lỗi thời theo thời gian. Quý vị có thể thấy những đường phào chỉ thiết kế âm tường được sơn màu xanh lá cũng là một cái điểm nhấn vô cùng là nổi bật cho tổng thể công trình này. Hệ hai cột ở sảnh chính thì được chúng tôi thiết kế hình trụ vuông to khỏe, bên trên thì cũng là được đắp vẽ những cái chi tiết vừa phải, giản lược nhưng mà vẫn hiện lên rất là sang trọng. Và với đấu phần bên trên và đấu dưới của cột góp thêm cái sự to khỏe, vững chãi cho hệ cột này. Từ cốt sân cho tới cốt nền sảnh chính, các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế cho gia chủ 5 bậc có độ cao và độ thoải hợp lý với lại phần kích thước sân còn lại, vừa giúp tôn thêm chiều cao của công trình cũng như là khoe được cái vẻ bề thế và vững chãi của ngôi nhà này. Toàn bộ hệ cửa sổ của công trình thì được gia chủ sử dụng chất liệu nhôm sinh pha kết hợp với kính, đảm bảo cái tiện ích sử dụng, độ bền theo thời gian này, cũng như là có thể đón được không khí ánh sáng ở phía bên ngoài hắt vào phía bên trong ngôi nhà, đảm bảo cho cái sự thông thoáng của toàn thể công trình. Ở phía dưới mỗi hệ mái thì các kiến trúc sư của chúng tôi cũng đã khéo léo và tinh tế sắp xếp những cái chi tiết con sơn bê tông giả gỗ màu nâu nổi bật trên nền màu trắng tổng thể của ngôi nhà. Ở phía bên này thì xin mời quý vị hãy cùng di chuyển để ngắm khu vực sảnh phụ của công trình. Nhìn từ phía sảnh phụ của công trình thì các kiến trúc sư của chúng tôi cũng đã có những cái chi tiết thiết kế để làm nổi bật khu vực sảnh phụ, không kém khu vực sảnh chính thưa quý vị. Nổi bật nhất đó chính là hệ 3 mái Thái hình chữ A, to khỏe và vô cùng là vững chãi. Và ở phía mặt sảnh này thì chiều ngang có diện tích hẹp hơn so với lại khu vực sảnh chính. Khu vực sảnh phụ này thì có thể nói là một lối đi được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế thêm cho gia chủ, vừa là để tạo nên cái sự cân đối hài hòa cho tổng thể công trình, cũng như là giúp cho cái hành lang di chuyển ở trong ngôi nhà cho các thành viên được thuận lợi và tiện ích hơn. Ở phía dưới hệ mái thì quý vị có thể quan sát là các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế cho gia chủ chi tiết phù điêu đắp nổi vô cùng là sang trọng và theo hơi hướng châu Âu một chút cho công trình này. Và đặc biệt hơn nữa, ở phía dưới thay vì là hệ trần bằng thì chúng tôi đã thiết kế cho ngôi nhà hệ trần vòm, vừa là để tạo chiều cao cho công trình này hơn, cũng như là hài hòa với cái
phong cách vững chãi, khỏe khoắn của hệ mái Thái, nó tạo thêm một cái nét mềm mại hơn cho tổng thể công trình. Và như đã giới thiệu từ đầu thì ngôi nhà anh Quynh, anh có yêu cầu với chúng tôi đó là cần một không gian sống được thiết kế làm thế nào để hòa hợp với thiên nhiên nhất. Thì xung quanh công trình thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế phần bồn hoa, bồn cây xanh như thế này, có chiều rộng rơi vào khoảng hơn 1 mét, và để phục vụ cho gia chủ việc trồng cây xanh, trồng hoa ở đây, tạo nên một cái cảnh sắc thiên nhiên hài hòa trên tổng thể công trình ạ. Và đây chính là khu vực sảnh để tiến vào phía bên trong căn nhà. Đây là khu vực sảnh chính thưa quý vị, có chiều ngang rơi vào khoảng hơn 4 mét, chiều sâu vào khoảng 2 mét. Từ khu vực sảnh này thì kích thước các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí sắp xếp sao cho để phù hợp với kích thước của tổng thể ngôi nhà, cũng như là ở phía ngoài khi mà khách đến tham quan, nhìn vào ngôi nhà này qua hệ sảnh này thì sẽ cảm thấy ngắm được trọn vẹn cái vẻ đẹp của tổng thể ngôi nhà nhất. Đây chính là hệ cửa chính bước vào phía bên trong. Hệ cửa này thì gia chủ đã sử dụng chất liệu là gỗ lim Nam Phi, vô cùng là chắc chắn và sang trọng ạ. Các kiến trúc sư của chúng tôi thì đã thiết kế thế nào đó để mà kích thước của hệ cửa này phù hợp với lại hệ cột ở hai bên sảnh chính, khi mà mở ra đóng vào đảm bảo không bị kích cột và cũng rất là hợp lý ạ. Xin mời quý vị hãy cùng tiến vào phía bên trong. Và đây chính là không gian phòng khách của ngôi nhà này, có diện tích là 25,46 m². Gia chủ sử dụng để một bộ bàn ghế gỗ như thế này. Chất liệu của bộ bàn ghế này thì anh có chia sẻ với chúng tôi là từ gỗ gõ đỏ. Ở phía đối diện thì gia chủ đặt một bộ kệ tivi để được một chiếc tivi có kích thước rơi vào khoảng hơn 40 inch. Có thể phục vụ thoải mái cho nhu cầu giải trí của gia chủ. Với không gian phòng khách vô cùng là rộng rãi như thế này thì đây không chỉ là nơi gia chủ đón tiếp vị khách, bạn bè đến thăm, mà còn là nơi sinh hoạt chung cho tất cả các thành viên trong gia đình, đảm bảo gắn kết được tình cảm cho các thành viên. Và ở đây gia chủ có kết hợp thiết kế phòng thờ. Hướng bàn thờ thì là hướng ra phía mặt tiền, phù hợp với lại phong thủy của gia chủ theo như tư vấn của các kiến trúc sư chúng tôi. Và tại không gian phòng khách này thì các kiến trúc sư của chúng tôi cũng không quên thiết kế cho gia chủ một ô cửa sổ có kích thước lớn như thế này để đảm bảo lấy được ánh sáng từ phía bên ngoài hắt vào, tạo nên một cái không gian thông thoáng khi mà chúng ta tiếp khách, cũng như đây là nơi diễn ra rất là nhiều những cái hoạt động sinh hoạt chung của tất cả gia đình. Ngoài ra thì công năng sử dụng của ngôi nhà này, tại đây chúng tôi thiết kế ngoài phòng khách kết hợp phòng thờ thì còn có bao gồm 3 phòng ngủ. Ngay bây giờ thì hãy cùng với tôi đi khám phá diện tích từng căn phòng nhé. Từ phòng khách bước vào thì chúng ta sẽ tiến vào một trong 2 phòng ngủ bé mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình. Phòng ngủ này thì có diện tích rơi vào khoảng 15 m² ạ. Cũng có một ô cửa sổ kích thước lớn chúng tôi thiết kế nhìn ra phía trước của ngôi nhà. Hoàn toàn có thể để được một chiếc giường, một kệ trang điểm. Và sau này nếu như mà gia chủ sắm sửa thêm thì có thể để một chiếc tủ quần áo ở phía bên trong này ạ. Hệ cửa thông phòng của gia đình thì anh Quynh có chia sẻ với chúng tôi đó là sử dụng chất liệu gỗ nhựa composite ạ, vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo được cái tính năng sử dụng. Ở phía bên này xin mời quý vị hãy cùng khám phá tiếp những phòng ngủ còn lại. Đây là một phòng ngủ bé khác, diện tích cũng rơi vào khoảng hơn 15 m². Phòng ngủ này thì hiện tại anh cũng chưa tận dụng hết và hiện tại thì vẫn đang dùng để những cái đồ vật dụng không cần thiết. Và còn lại chính là phòng ngủ chính, phòng ngủ master của công trình này. Phòng ngủ này thì được tích hợp một khu nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong, diện tích rơi vào khoảng 4 m². Ở đây thì căn phòng này được hai vợ chồng anh chị sử dụng là chính, bao gồm có thể để được một chiếc giường ngủ, tivi thiết kế ốp vào tường để tiết kiệm diện tích, một chiếc bàn kệ trang điểm và một chiếc tủ quần áo, và có cả một khu nhà vệ sinh khép kín nữa. Ở phía cuối này thì đây là hệ hai nhà vệ sinh được tách biệt nhau chức năng, bao gồm một bên là nhà tắm, một bên là nhà vệ sinh. Với cái thiết kế thông minh như thế này thì có thể đảm bảo cho các thành viên khi mà chúng ta muốn sử dụng cả hai công năng này thì sẽ không bị chồng chéo và chờ đợi nhau.
Và phía cuối này chính là khu nhà bếp của gia đình anh, có diện tích vô cùng là rộng rãi. Với diện tích sử dụng của căn bếp vô cùng là rộng rãi như thế này thì đảm bảo cho gia đình anh khi mà mình đón tiếp khách khứa bạn bè đến thăm nhà này và ở lại dùng bữa thì có một cái không gian vô cùng là hợp lý, thông thoáng để mình có thể đón tiếp khách khứa ăn uống ở đây. Và từ hệ bếp này thì cũng có một cửa để hướng ra phía ngoài sân ạ. Vô cùng là thuận tiện cho cái hành là trong cái việc di chuyển trong công trình của tất cả các thành viên. Như vậy là vừa rồi các bạn đã theo chân Phương Nga để khám phá chi tiết tất cả công năng mặt bằng sử dụng của công trình này. Ngay bây giờ thì quý vị hãy cùng theo dõi tổng quan lại một lần nữa những hình ảnh nổi bật của công trình này.